Chào mừng các bạn đến với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính trong ngày hôm nay. Lan Ngọc, Ngô Kiến Huy trách hỗ trợ Đà Nẵng chống dịch Covid-19. Những nghệ sĩ trẻ Ngô Kiến Huy, Ninh Dư Ngọc trách nối dài danh sách người nổi tiếng chung tay hỗ trợ tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng chống đại dịch Covid-19. Mới đây, Ngô Kiến Huy chia sẻ trên fanpage hình ảnh anh và nữ đồng nghiệp Lan Ngọc kèm thông báo hỗ trợ miền Trung chống dịch Covid-19. Cụ thể, 100 thùng khẩu trang tương đương với 250 cái, một thùng 2.500 cái đang được chất lên xe gửi ra tận nơi cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Đà Nẵng và Quảng Nam. Sau khi làm việc trực tiếp với các đơn vị đang cần, 30 thùng khẩu trang gửi ra Quảng Nam, trong đó 20 thùng sẽ gửi đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam và 70 thùng khẩu trang sẽ gửi ra Đà Nẵng, trong đó 20 thùng sẽ được gửi đến Bệnh viện C, 20 thùng Bệnh viện Dã chiến, hy vọng sẽ ủng hộ tinh thần, giúp Đà Nẵng và Quảng Nam vượt qua giai đoạn khó khăn. Nam ca sĩ Jack cũng lặng lẽ gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Đà Nẵng 200.000 chiếc khẩu trang hỗ trợ chống dịch. Siêu mẫu Võ Hoàng Yến mới đây cũng quyên góp gần 13.000 khẩu trang y tế cho Đà Nẵng. Võ Hoàng Yến hiểu được sự khó khăn và hy sinh cao cả của những y bác sĩ tuyến đầu chống dịch, từng trực tiếp nhận được những chăm sóc của đội ngũ y bác sĩ, dân quân, bộ đội trong 17 ngày. Thật sự Yến đã rất cảm động. Đà Nẵng thân yêu đang cần lắm sự giúp đỡ của chúng ta, của ít lòng nhiều. Mong những chiếc khẩu trang bé nhỏ sẽ đóng góp chút sức mọn cùng nhau Việt Nam chiến thắng đại dịch này. Võ Hoàng Yến cảm xúc, đông đảo người hâm mộ tán thưởng hành động thiện nguyện của nghệ sĩ. Trước đó, hàng loạt các nghệ sĩ khác cũng đã hỗ trợ cho Đà Nẵng. Một số người không chỉ tự mình hỗ trợ mà còn kêu gọi mọi người chung tay, không quản công sức tiền bạc chuyển vật tư cho những người đang ở gần miền Trung. Trong đó, chương trình livestream gây quỹ hỗ trợ miền Trung do Đàm Vĩnh Hưng phối hợp cùng Trung tâm Ca nhạc nhẹ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cũng gây chú ý. Hồ Ngọc Hà cũng vận chuyển 185.000 khẩu trang ra Đà Nẵng để hỗ trợ người dân và các cán bộ y tế sử dụng trong giai đoạn Covid-19 tái bùng phát. Hoa hậu Tiểu Vy đóng góp 200 triệu đồng, trong đó 100 triệu đồng tiền mặt được trao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Đà Nẵng. Số còn lại, cô mua các vật phẩm cần thiết cho bác sĩ và người dân tại khu cách ly. Tiểu Vy nhờ người thân đến trao tận nơi. Nam ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân và Dezis Đặng hỗ trợ Đà Nẵng qua quỹ từ thiện Tâm sự chia sẻ từ tâm, quyên góp 20.000 khẩu trang y tế, 100 bộ áo chống độc tiêu chuẩn dành riêng cho bác sĩ ở tuyến đầu, hàng trăm chai nước rửa tay diệt khuẩn, 4.000 đôi găng tay y tế cùng nhiều nhu yếu phẩm khác cho nhiều nơi ở Đà Nẵng. Sau đó, do tình hình dịch phức tạp, hai nghệ sĩ này nhận quyên góp, kêu gọi người hâm mộ cùng chung tay hỗ trợ.